Hello anh em đã chào, em mừng anh em đã đến video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay bọn tôi đang mặc quần áo đi làm bình thường. Đây là anh em công ty đang tập trung chuẩn bị chúc mừng cho một ông già ở công ty, và cũng là đồng thời cũng là cấp trên của chị em bọn tôi. Đấy, nhìn này, đi làm thì đẹp đẽ thế thôi, anh đi bắt cá trông này. Thế đi làm ấy. Đây là ca rồ đẹp trai của chúng tôi. Đây là đấy anh rồ. Em gái của giám đốc. Đây là sếp của chúng tôi và đồng thời là bố của trường sưởng. Hey, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em gái của bạn. Ông đỡ xương đau rồi, đỡ đau rồi. Hello, bye bye. Đây là bố của trường sưởng. Em trai của giám đốc công ty. Vâng, bây giờ là giờ đã chúc mừng sinh nhật cho ông già, vừa là cấp trên chúng tôi, vừa là bố của trường sưởng và em trai của giám đốc. Video của tôi kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.